Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại xốp rượu Chiến Hòa. Xốp rượu nằm trên Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, thành phố Hạ Long. Thì chúng tôi rất được vinh dự hôm nay chúng tôi đã có mặt tại xốp rượu Chiến Hòa, một xốp rượu vàng rất nổi tiếng. Và có thể nói đây là một ông trùm buôn rượu vang. Các loại dòng rượu như Chivas Z235, Z1954 và Glenlivet, Z-McAllen. Trong video này chúng tôi sẽ review cái sảnh tầng 1 của ông trùm buôn rượu tại thành phố Quảng Ninh. Thì đầu tiên chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn các cái dòng rượu Chivas, các cái nhãn hiệu nổi tiếng và giá thành của nó để cho quý khách tham khảo. Như Chivas 12 thì đang có giá thành 1 triệu 2 một chai. Chivas 18 Gold Signature đó là Chivas 18 vàng thì giá dao động từ 1 triệu 1 tới 4 triệu một chai. Chivas 18 Blue xanh 1 triệu 590 nghìn một chai. Chivas 21 thì nó dao động giá thành khoảng từ 2 triệu 1 tới 3 triệu 3. Chivas 25 là từ 5 triệu rưỡi tới 7 triệu. Và Chivas 38 là nó có giá thành 14 triệu 500 tới 15 triệu. Và cái không gian đây là toàn cảnh cái khu chứa rượu vang của gia đình anh Hoa, anh ở Quý Đôn, Hạ Long. Trên mình các bạn đang xem đó là rượu Mertel. Dao động giá từ 1 triệu 480 tới 12 triệu, rượu của Pháp. Và rượu Chivas thì được xuất xứ từ Scotland, đó là Vương quốc Anh. Trong sảnh 1 của nhà bác này rất nhiều rượu Chivas. Thì quý khách nào ở Quảng Ninh thì quý khách có thể đến tại shop rượu Chiến Hòa hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0986 883349 thì chúng tôi sẽ kết nối toàn cầu, kết nối những người đam mê rượu với nhau. Và các bạn đang xem đây là các chai rượu The Glenlivet 12. Nó xuất xứ từ châu Âu và châu Mỹ. Đó là dòng rượu vang. Và bên cạnh các chai rượu The Glenlivet là các chai rượu vang The 235 và The 1954. The 235 thì là rượu vang của Pháp và The 1954 là rượu vang của Ý. Để quý khách tham khảo. Rất nhiều các cái chai rượu của nhãn hàng nổi tiếng đang có mặt tại shop rượu Chiến Hòa. Quý khách có thể qua shop rượu tại 36 Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, thành phố Hạ Long để tham khảo. Cũng như là mua sắm làm quà Tết, quà biếu trong cái dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp tới đây. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành cũng rất là vinh dự khi được có mặt tại shop rượu vang. Bác cũng đã xem rất nhiều các cái video đồ gỗ của chúng tôi. Thì hôm nay bác có sắm một bộ hoành phi câu đối. Thì lát nữa chúng tôi sẽ lắp đặt và bàn giao trên sảnh 4. Trên gian thờ. Thì lát nữa chúng tôi sẽ review sau. Trước tiên đầu tiên chúng tôi sẽ review cái sảnh 1. Cái xốp rượu thương hiệu. Quý khách có nhu cầu về rượu, quý khách có thể qua shop rượu Chiến Hòa để tham khảo. Đây là toàn cảnh các cái khung chứa rượu của gia đình nhà anh Hòa. Rất nhiều rượu Chivas. Chivas 12 giá 1 triệu 2, Chivas 18 Gold Signature là giá từ 1 triệu 1 tới 4 triệu, đó là bản màu vàng. Và Chivas 18 là Blue xanh là 1 triệu 590. Toàn bộ các cái chai rượu Chivas này nó thuộc sở hữu các nhãn hàng nổi tiếng. Và quý khách khi đến đây quý khách có thể được tư vấn các cái chai rượu thật rượu giả để tránh nhầm lẫn. Trong video sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu và phân biệt cho quý khách về cái rượu thật rượu giả các cái nhãn hàng nổi tiếng. Và bây giờ thì chúng tôi đang có mặt tại sảnh tầng 4 tại nhà anh Hòa,
anh ở Quảng Ninh. Chúng tôi vừa mới vận chuyển bộ đỉnh đồng ngũ sự xuống cho gia đình bác, cũng như là các bức ảnh bát hương bằng đồng để chúng tôi triển khai lắp đặt bộ hoành phi câu đối bằng ngũ gụ. Trong video trước tôi đã giới thiệu thông số kỹ thuật của bộ hoành phi câu đối này cho tất cả quý khách hàng tham khảo. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 28 âm lịch, chúng tôi đã có mặt tại Quảng Ninh và đang có mặt tại gian thờ để lắp cho gia đình bác một bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ vụ. Tôi xin nhắc lại, bộ hoành phi câu đối gỗ vụ này có kích thước như sau. Bức hoành phi lồng cuốn thư có kích thước dài 1m97, chiều rộng 67. Toàn bộ ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân. Được thiết kế một chiếc cuốn thư bên trong. Toàn bộ chữ không phụ đề tiếng Việt theo như gia đình yêu cầu. Và chữ là được dát vàng 4 số 9, vàng 24K, vàng đắt nhất hiện nay. Chúng tôi tính theo giá vàng SJC thế giới tùy từng thời điểm mà chúng tôi có thể báo giá khác nhau. Chúng tôi tính theo giá vàng SJC thế giới hay là Bảo Tín Minh Châu. Quý khách có nhu cầu làm về vàng ta, dát trên mọi chất liệu gỗ thì quý khách liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Và bây giờ trên màn hình các bạn là chúng tôi đang lắp đến hai chiếc câu đối. Chúng tôi sẽ đánh thước tiêu lấy thăng bằng thì nó sẽ được đẹp cho gia đình. Và bộ câu đối này chúng tôi làm với kích thước dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân, hàng liền khối không ghép. Toàn bộ là chữ được dát vàng 4 số 9, vàng 24K. Nhìn trông rất là bắt mắt và đẹp, uyển chuyển, màu thật. Và khi chúng ta tắt điện đi mà vào phòng tối thì vàng ta nhìn nó phát quang rất là sáng. Và bác cũng là một người rất là có tâm đối với tín ngưỡng thờ văn hóa của Việt Nam. Bác đã sắm một bộ đỉnh đồng ngũ sự, đó là một đỉnh hương, hai đài nến và hai hạc. Và bát hương bác cũng sắm ba bát hương bằng ba ly bát hương đồng, và đặt bên trên là bát hương bằng sứ. Bác cũng đã vận chuyển xuống để cho chúng tôi lắp, và sau đó thì bác sẽ sắp xếp lại ngay ngắn. Đây là bộ đỉnh đồng ngũ sự được làm bằng đồng đỏ. Quý khách trên toàn quốc có thể đặt hàng online và có thể về xem hàng trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bác cũng là một người có tâm và bác cũng theo dõi rất nhiều các video clip trên YouTube các cơ sở làm đồ gỗ, đồ thờ cúng tâm linh. Bác đã chọn và đặt niềm tin uy tín tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh. Bác đã đặt hàng online và chuyển khoản online cho chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi có mặt tại sảnh tư cũng như là gian thờ của bác đặt trên tầng chóp. Chúng tôi đã bàn giao và lắp đặt vào đúng không gian phòng thờ của bác bộ hoành phi câu đối. Trước đây bác đã sắm chiếc bàn thờ bằng gỗ hương đá và đôi loại lục bình, thì hôm nay bác sắm thêm một bộ hoành phi câu đối để cho đầy đủ cái không gian thờ cúng được ấm cúng hơn. Thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng, thì quý khách hãy cứ liên hệ về hotline 0986 883349. Và bác cũng có chia sẻ là thị trường đồ gỗ ngoài Quảng Ninh rất là đắt đỏ, thì bác đã tìm về tới làng nghề gốc, làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để đặt hàng. Bộ hoành phi câu đối này chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái clip phần mộc cho quý khách tham khảo. Thì quý khách có thể xem lại video trong trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh, hoặc quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Hiện nay nhiều người cứ có cái thắc mắc, đó là tại sao cơ sở chúng tôi không báo giá, là vì mỗi một bộ sản phẩm thì chúng tôi làm một thông số kích thước khác nhau,
Nhưng nhiều khi khách hàng hỏi đến thì chỉ là chung chung bộ hoành phi câu đối thì chúng tôi không biết trả lời như nào. Không biết kích thước dài rộng và dày hay là làm vàng Đài Loan hay là vàng 4 số 9 thì giá thành nó chênh nhau rất là nhiều. Thì quý khách ưng bộ nào, mẫu nào, quý khách ưng sản phẩm, quý khách có thể chụp hình một sản phẩm cơ sở đồ gỗ của chúng tôi hoặc cơ sở khác, quý khách gửi về Zalo, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá. Đồ gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đang theo dõi các video clip của chúng tôi về các sản phẩm đồ gỗ, đồ thờ, đồ gỗ phòng khách. Chúng tôi cũng cảm ơn quý khách hàng trên toàn quốc đã đặt hàng và tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng tận tình, tận tâm làm với chất lượng cao nhất, đảm bảo cho quý khách. Nên là quý khách yên tâm, quý khách có thể đặt hàng online. Chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Lời cuối cùng chúng tôi cũng cảm ơn tới gia chủ và kính chúc cho xôp rượu Chiến Hòa tại Quảng Ninh ngày càng phát triển và còn phát đạt hơn nữa trên cái thị trường thế giới rượu vang hay là rượu Chivas. Trong video này chúng tôi cũng muốn kết nối toàn cầu tới quý khách đam mê về đồ gỗ, đồ thờ cũng như các quý khách đam mê về rượu vang, rượu Chivas, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ là cầu nối kết nối toàn cầu tới quý khách. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các video mới nhất mà chúng tôi đưa lên và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.